3 ngày sau một cuộc bầu cử bị nhiều người gọi là giả hiệu, nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất ở châu Á, Hun Sen, tuyên bố ông sẽ để con trai mình là Hun Manet đảm nhận chiếc ghế thủ tướng Campuchia vào tháng 8. Hun Manet là khai khuôn chia đại dụng rạp lần trầy. Nhà lãnh đạo 71 tuổi đã cai trị nghiêm ngặt Campuchia trong 38 năm. Trước cuộc bầu cử ngày 23 tháng 7, ông đã cấm đảng Ánh Nến đối lập chính, nói rằng đảng này làm sai thủ tục giấy tờ. Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền của ông đã giành chiến thắng với tỷ lệ 78% so với 17 đảng nhỏ. Dưới sự vắng mặt của một đảng nhận được nhiều sự ủng hộ trong nước, cuộc bầu cử không phải là một quá trình hợp pháp. Nó không dân chủ, cũng không hợp hiến. Với Trung Quốc là đồng minh thân cận nhất của mình, Hun Sen đã nói rằng việc mất đi các lợi ích về thương mại và thuế của phương Tây không làm ông lo lắng. Điều khiến ông quan tâm hiện nay là việc chuyển giao quyền lực suôn sẻ cho con trai mình, theo lời các nhà phân tích. Thực hiện quá trình chuyển đổi này trong khi Hun Sen vẫn còn một chút năng lượng và khả năng định hình chính trị đằng sau hậu trường là điều quan trọng đối với ông ấy. Strangio cho biết, di sản của Hun Sen là giai đoạn hòa bình và phát triển dài nhất trong lịch sử đầy biến động, bất hòa, cách mạng và nội chiến của Campuchia. Điều này đi kèm với cái giá phải trả là khoảng cách lớn giữa những giới giàu có quyền lực đứng trên pháp luật và những người dân Campuchia bình thường không được tiếp cận với công lý và trách nhiệm giải trình trước công chúng. Campuchia đạt mức tăng trưởng trung bình hàng năm là 7% từ năm 1998 đến năm 2022, theo Ngân hàng Thế giới. Dân số 16,7 triệu người của nước này nhìn chung còn trẻ, hơn 70% dưới 30 tuổi, theo Oxfam. Nhóm dân số trẻ hơn này, những người không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi chiến tranh, là một thách thức đối với Hun Sen. Trong cuộc bầu cử năm 2013, họ ủng hộ Đảng Cứu Nguy Quốc gia Campuchia đối lập, hiện đã giải thể. Strangio cho biết, Thủ tướng tương lai và đảng CPP sẽ không thể dựa vào cái gọi là chiến lược biết ơn hòa bình để khẳng định tính hợp pháp. Đảng sẽ thấy phải đối mặt với một làn sóng phản đối khác cho dù phe đối lập đó có tìm được tiếng nói của mình thông qua một cuộc bầu cử cạnh tranh hay không. Nhưng Hun Manet, 45 tuổi, tốt nghiệp Học viện Quân sự Hoa Kỳ tại West Point với bằng tiến sĩ về kinh tế, là một trong những thế hệ lãnh đạo mới của đảng CPP. Các nhà lãnh đạo trẻ được chọn từ CPP chia sẻ tinh thần yêu nước và nhân dân của đảng. Họ được trang bị trình độ và kinh nghiệm phù hợp với thời hiện đại. Và trong khi những người chỉ trích coi sự thăng tiến của Hun Manet là bằng chứng về sự nắm giữ quyền lực trong gia đình, thì nhiều người Campuchia trẻ tuổi tỏ ra hào hứng với sự thay đổi sắp tới. Cơ hội thăng tiến cao với nhà lãnh đạo thế hệ mới, người đã quen thuộc với cơ sở vật chất hiện đại. Ba ngày sau một cuộc bầu cử bị nhiều người gọi là giả hiệu, nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất ở châu Á, Hun Sen, tuyên bố ông sẽ để con trai mình là Hun Manet đảm nhận chiếc ghế thủ tướng Campuchia vào tháng 8. Hun Manet là khai khuôn chia đại dụng rạp lần trầy. Nhà lãnh đạo 71 tuổi đã cai trị nghiêm ngặt Campuchia trong 38 năm. Trước cuộc bầu cử ngày 23 tháng